anh đi về nhà, anh cho một mình sợ. Dù xa cả tương ta, từng là một thời thiếu hết trên vùng quê nghèo. Còn những cái hoa mai đơn. Thanh Thạch đã được ngắm nhìn cái con hoàn hảo mà Thạch dọn. Thì cái đam mê nó là như vậy anh em. Khi mà đã cuốn đầu vào công việc thì Thạch sẽ cố gắng. Cho dù bây giờ là 9 giờ đêm rồi, 9 rưỡi 9 giờ rưỡi đêm, nhưng mà Thạch cũng phải cố gắng làm cho xong để hoàn thành được cái tác phẩm của mình làm ra, để mình được nhìn thấy một con xe mà khi đã dọn hoàn hảo lại nó đẹp như thế nào. Thì con xe này Thạch mới mua hồi 99, xe sừng máy riêng chưa gớt đầu, bên còn cực kỳ đẹp. Thì Thạch đã dọn xong nó, và cái sự hài lòng nhất là khi đã hoàn thành tất cả và được nhìn thấy nó đẹp, được nghe được tiếng nổ của nó, là cái sự mệt mỏi mệt nhọc trong suốt một ngày làm việc hôm nay đã tiêu tan và tan biến, rất là hài lòng. Thì đây là cái chuyện bình thường, làm khuya 9-10 giờ là chuyện rất là bình thường. Thạch làm muộn nhiều quá à? Tại vì không riêng vì xe Thanh Thạch mua về dọn, mà còn có những cục máy của anh em gửi về làm, rồi những chiếc xe của anh em từ nơi khác gửi xuống cho Thạch làm nữa. Thì cái việc làm khuya làm tối này là rất là bình thường, tại vì Thạch rất là nhiều công việc, nhiều khi còn phải đi lo những giấy tờ, thủ tục hồ sơ xe khi đã bán cho anh em, rồi đi coi kiếm mua xe, kiếm mua những món phụ tùng gã ghim, rồi ở nhà dọn xe cho anh em, các thứ rất là nhiều việc. Bởi vậy Thạch phải cố gắng tranh thủ, tại vì có mình nên Thạch à, cho nên cố gắng tranh thủ làm bằng những khi nào mà Thạch rảnh thì Thạch sẽ làm cho xong, làm để được nhìn thấy một con xe mà một phải gọi là một cái đam mê, một con xe của mình, một cái mà mình đam mê, cho nó xong để mình được nhìn thấy. Thì một cái làm bằng sự đam mê thì nó sẽ không bị mệt mỏi, làm xong được ngắm nhìn nó tuyệt vời đẹp là chúng ta đang biến thành sự mệt mỏi. Thì đây là con xe mà 99 đầu 38 vừa mới săn đường, thì đã dọn xong chỉnh hình. Thì mai này Thạch sẽ up clip review lên cho anh em xem. Bây giờ khuya lắm rồi, tối rồi, 9 rưỡi rồi, và Thạch cũng
chúng ta làm xong công việc của mình thì sẽ đưa nó vào đổi với thanh thạch. Vào đây với anh nhé em. Như vậy là ba con đời 99. Rồi, như vậy là một ngày làm việc cực mệt mỏi, nhưng đổi lại thành quả đã xong. Như vậy là thật đã được ngắm nhìn thêm một con 99 đẹp nữa, cái đam mê đẹp nữa. Rồi, thật chào, hẹn gặp lại anh em ở ngày mai. Thật sẽ cho anh em coi được, quay tận khía cạnh, review từng góc cạnh hai con 99 mà thằng mới lấy, hai con đều đầu 38 hết nha anh em, đều là series.